bạn nó mang gà cũng thích bơi bơi mình lắm nè, đó nhìn đi thấy nhất là con này nè, trời ơi thích chưa, thích chưa, đẹp quá đẹp đúng không? Hello vô các bạn, hôm nay mình sẽ làm một thứ là bể cá. Chợ mình khá là thiếu, chỉ có vài con gà, không thì chả làm được gì đúng không bạn? Thì hôm nay mình sẽ làm một cái vài cái bể cá ba các bạn. Cái bể cá thì đặt ở trong kia khá là đẹp, quá đẹp luôn á. Ăn đĩa gà này hết hết đẻ rồi bạn, nó ăn lẹ lắm bạn, ăn đúng lẹ luôn á, nó cứ đục xanh nó mới đẻ cà phê. Giờ mình sẽ đào hết ta, đào đâu ta, ta đâu đây nha, đây đi vô vô bốn không, vô sâu sâu xíu các bạn sẽ biết các bạn. Vô tới đây nè, vô đây cũng ổn nè, khá ổn đấy. Đào vậy là ok chưa, mấy con đĩ gà này nhanh lắm, lấy cái chỗ nào chui vô được đã chui các bạn ạ. Bể cá thì mình cũng cần rộng lắm mà các bạn, cần khá rộng luôn á. Làm xuống đây thêm hai ba ô nữa nha các bạn, ba ô, ba ô nó ngầu lắm thề các bạn luôn á. Tại sao mấy tập này mình là build như thế này, build hoài build mãi vậy các bạn? Còn tập sau sẽ có một thứ gì đặc biệt bạn, tại cái nông trại mình chưa có khá là ít rồi nó chết luôn rồi, cái nhảy vô chi không biết nữa. 1 2 đúng rồi, đứng đó xem thôi, đứng đó xem thôi, được rồi đừng có vô, vô là chết á. Giống con nãy á, tiếng nữa thì hai ô nó kiểu như nó dịu quá bạn. Bao đi, bao bao đập đã xong rồi nè các bạn, hình như còn hai cục này đấy, đập đã xong rồi nha các bạn. Mà mấy gà này nhây cực kỳ nhây luôn nha, cái này phải mở rộng ra cho đều luôn nha các bạn, cho chạy đi mình sẽ giết nó sau. Mang đĩ gà nhây lắm thề, cút giùm tao cái rồi. Con này định tẩu thác nô mới nhảy lên được hả? Ngon rồi đấy, ok chưa bạn? Giờ mình sẽ ra mình đào một vài kiểu như cái này ra, để mình cất cái này ra để rồi mình đào cát bạn, để mình nung nha bạn, nung ra kiến, ra kiến thì nó mới đẹp. Ổn rồi, ổn rồi, ổn áp rồi, ổn áp, ổn áp cát đâu nha, cát kiến nung ra kiến nha bạn. Mình sẽ bỏ hết này vô luôn đi, sẽ đi đào thêm cát. Cái đường ray này nè các bạn, để cái đường ray mình nói sau đi, nó nhiều cát có lẽ vậy. Ôi quên quên, ui ui ui, thở thở thở, má đào quên thở luôn. Thôi ăn cái đó, ăn cái gì cũng phải ăn hết đó bạn ơi. Đây rồi, ok chưa, là tiếp mình cần cát để mình lót cái sàn nữa nha bạn, lót kiểu như là sẽ cho một cái bể thật sự luôn. Mình lót cái, mình sẽ chia một nửa ra nha bạn, mình sẽ chia một nửa ra để nung cho kịp đấy. Đấy 45 chắc cũng ổn cái đi. Ok cái này là sẽ ô một, ok chắc mình giết hết mấy đĩ gà này quá nha, tạm cố ý nha, mấy này đĩ này nhảy thế nhỉ, bé tình đào đúng rồi đó. Rồi rồi làm thế mà làm sao mà có thể chiếu được trên nha. Rồi cát vô, không phải cho mấy mày đâu, ghiền ghiền lắm, mấy đĩ gà ghiền lắm. Cút chưa, sợ chưa, xém giết mày đó con, hơi cây cú thì xém giết rồi đó. Get out, get out. Thôi kệ, làm thức ăn cho mình là cũng được, không sao, hy sinh không một cách vô ích nha bạn. Rất biết ơn, go, don't go anywhere, ok. Chết bà, mất hết gà rồi. Ây da, ây da, hơi cay, hơi cay, hơi lú lẫn, hơi lú lẫn.
mất hết gà rồi bạn ơi, giữ lại ba con không được giết nữa. Sẽ đào lên nha bạn, lấy sẻng đó, kiếm sẻng tiếp, sẻng sắt cho lẹ. Tội ba con gà mới đầu anh em tao đông lắm. Ê, rồi xong còn hai con luôn rồi nha bạn. Rồi buông thật sự. Con kiến này thì không cần đập, đào chừng nào mới lên được tới mặt đất trời. Đừng có đi đó. Ừ, nó mới đẻ ra thêm con nữa các bạn. Hay. Công nhận, công nhận. Này, ba ô. Khá là khó nhìn từ dưới, từ trên xuống dưới rồi không biết canh chỗ nào luôn nha bạn. Khá là khó luôn. Từ, cho mình chỉnh lại bạn. Ôi tôi đang làm mà, tôi đang làm từ từ. Ngủ trước tính, ngủ trước tính. Công việc, tiếp tục công việc. Hì, lên, đúng rồi. Đây, ủa xin, đào kỳ ta. Đào hang mang ta. Hang. Ô xịt, con bích ếc này. Con này nó ghê lắm nha bạn. Koracharaku. Bẻ mình khá là khó làm nha bạn. Quá khó cho phi đội. Quá khó cho một thằng đối với mình không phải là builder. Ok. Ok, chặt bà luôn. Để đập ba cái này. Được bạn ơi, cái bẻ này được, cái bẻ này được, ngon ngon ngon. Giờ mình chỉ tập trung vào nung cái gì thôi là ok. Mình chỉ tập trung vào nung cái gì nha, kiến thôi là ok. Hết gỗ rồi. Rồi, kiến tạo được gì? Để mình coi kiến sẽ tạo được gì nhé. Kiến sẽ tạo được kiến Class Beam. Mình nghĩ là mình nên dùng hai lớp kiến tại cái này là gì bạn ơi. Nghĩ là nên vậy, nên dùng hai lớp kiến này. Chết bà. Đặt bậy là mất nha, đặt bậy là mất, đặt bậy là mất. Mấy đĩ gà này cút coi. Còn có ba con mày trong đây thôi. Không nỡ giết mày đâu. Gà này nhây quá. Không ai chơi lại nó luôn. Đấy, được không bạn? Được không? Hay là phải cần thêm lên thêm một chút nữa. Thôi vậy được rồi, chắc vậy. Cần lên cao thêm một chút nữa. Nếu bạn comment phía bên dưới, nếu bạn cần cao thêm chút nữa, bạn hãy comment thêm bên dưới. Còn hai cục này làm cái gì đây? Dư hai cục liền này nữa. Ok, bỏ cục này luôn. Bỏ cái này, bỏ cục này. Đấy, trời ơi. Mình nghĩ không nghĩ nên bỏ cái cây này đâu nha. Đúng không bạn? Nó một xíu thiên nhiên. Cái này là, này là để làm ở trên nha bạn. Ok, giờ mình sẽ đi lấy nước. Đi lấy nước, lấy nước. Lấy nước là bằng à. Không, giờ mình sẽ đi lấy cát là để cho nó nung. Trong lúc mình đi lấy nước thì nó cũng đã đủ rồi nha bạn. Ok, mình nghĩ như đây chắc đủ rồi nha bạn. Chắc dư luôn á. Tại mình đâu cần sử dụng nhiều kính đâu, bạn cứ nung hết đi. Cứ nung khi nào được nung, nung. Nung được là ngon. Phịt. Ok, nung chắc được, vừa đủ. Nước hay ta, nước là mình sẽ để ở. Ok, cái xô nước rồi ta. Cậy thế. Cái xô nước nào bạn. Đây, xô nước, xô nước, xô nước, xô nước, xô nước, xô nước. Xô nước. Rồi mình sẽ làm cái đường cho mình đi xuống nữa. Ừ đúng rồi, nhảy vô con. Nhảy vô. Nhảy vô. Không nhảy à. Người đâu gian vậy. Giả dối.
Tao không cố ý đâu, nhưng mà mày phải mày không đây là một sai lầm rồi. Đừng đến nữa không đây. Ok. Đổ từ trên đầu. Ok chưa? Ổn không? Đổ sao mà cho nó khít nhau luôn á. Đấy. Khít nhau chưa? Ok. Mấy đổ mệt luôn bạn, mình phải chế tạo mấy cái xô luôn nha bạn. Đây. Nó là như này đây. Hay là mình đập thêm không? Mình nghĩ không cần đập đâu. Con gà nó cũng biết đẹp vô nó nhìn này không? Bạn có thể thấy được khá là được, nhưng mà khá là tối. Làm sao để cho nó sáng lên được nha. Đừng có ra. No no no. Làm sao để cho nó sáng lên được nha. Không biết luôn. Trong của mình khá là tối luôn nha các bạn. Không sao để cho nó sáng nha. Nãy giờ nung cũng được có mấy cái nha các bạn. Đây. Làm sao để cho nó sáng nha. Dưới đó khá là sáng. Làm cho nó sáng thì cái đèn, để mình tìm cái đèn nha. Đèn này. Đây là vàng với cái kiến. Thử rồi nếu mình đặt dưới biển dưới đó được thì mình thử mình làm các bạn. Làm sao để sáng lên được nha. Không hiểu. Ok, giờ mình sẽ lên mày. Nếu bạn biết cách làm sáng thì comment bên dưới nha. Lại mình sẽ nâng cấp càng ngày càng nâng cấp cái hồ lên các bạn. Một cái dữ dội nhất lịch sử. Chừa một ô để mình còn vô, để mình còn thả cá nữa nha các bạn. Rồi đủ rồi. Dư rồi, dư rồi. Ok. Đổ nốt mấy cái này đi cho nó. Ok, đổ nốt. Rồi, lấy cái rong biển này rồi. Lấy cái rong biển. Có nhiều cá là ngon. Cá ngon. Cá gọi là ngon, gọi là cá ngon. Hay là cái hạt giống ta. Hay là cái hạt giống nha. Không được các bạn ơi, mình sẽ vớt vài con cá các bạn ơi. Cá màu hồng nè, màu hồng là màu yêu thích của mình. Lụm. Ui vãi. Nó rớt xuống rồi. Hai con. Ok, ok. Cái gì cũng phải có cặp, cái gì cũng phải có cặp. Ê, đi. Ê, vớt lẹ. Ôi giời. Có mấy con cá mập ngoài kia phải không? Con gì, đế gì to thế nhỉ? Ê, vớt. Vớt. Nhờ cái gì dưới á. Ê, chết chui. Cũng khá là có nữa bạn. Có vài con. Một hai con các bạn. Có vài con nó bị chết đó nha các bạn. Mọi người rất vớt khó thế nha. Vớt khó thế nha. Vớt được không? Rồi. Ok nó kìa. Còn một con nữa các bạn. Ê, nhưng sao vớt được nó là được rồi các bạn. Ok. Lên. Chết đu. Ừ. Hên. Hên mọi người. Vài con cá to chứ nó không phải con cá nhỏ không nha các bạn. Đấy. Vô. Một ca con cá hồng khá là to thôi nha. Rồi. Để mình. Rồi. Mình có vài cái hạt giống nha bạn. Mình có vài cái hạt giống, biết trồng dưới đó được không? Nhìn phát biết ngay. Không được bạn ơi. Không được. Không được rồi. Mình sao đó trồng nha. Ê con cá to. Cá to. Mày, một em. Đâu rồi? Rồi xấu thế. Ôi, vớt luôn cá mập. Mày sao? Rồi, bên đây có cá mập hình như ăn thịt của mình rồi. Để hiểu. Sẽ lấy một con cá màu hồng nha. Mày. Ôi trời. Trước mặt luôn, không vớt không được gì đây. Cá gì đây? Cái này là gì? Sao đã có mấy cái rong này hay ta? Sao đã có được nó nha? Rồi. Vô đi. Vô. Rồi, đóng lại. Nào để mình xuống mình coi các bạn.
mình xuống để có đúng không, có đúng không, có đúng. Bạn mình vẫn không biết cách làm sao mà để có rong biển, hay là mình lấy cái này được không ta, lấy cái này đỡ đi ha, cũng ổn phết. Ôi trời, bình tĩnh nha rồng. Trời trời trời, phải thực sự. Cái kéo nè bạn, cái kéo cotton leaf seaweed. Đây đúng rồi, cái kéo mà để có da bò. Đúng rồi. Chờ tới luôn nha bạn, chờ tới luôn. Ê, nó gì vậy giờ? Có gì không? Không mày ơi. Ê, đây nè Nhi ơi, mới kiếm ra da bò rồi, rồi rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Qua giết mấy con gì nữa bạn. Video này khá là dài đây, còn con này. Con mai cầu cho nó không ảnh hưởng gì đến gì vậy? Nó sợ rồi bạn, nó sợ rồi. Nó sợ rồi. Sợ luôn rồi. Biết sợ luôn hả? Rồi, hai cái da luôn. Đu, ngon. Rồi bạn, mình sẽ về. Không thể để mất. Bớt lại giùm em. Bớt lại giùm em nha. Rồi. Ngon. Kêu. Mình cần quăng một cái gì, thứ gì đó. Khá là không quan trọng. À, một cái thôi. Baby, yes. Cái giống loài khác nhau. What the wit. Đây, ngon. Rồi. Yes. Rồi. Khá là dài, khi đeo khá là dài. Nhưng mà không sao, được cái là nó đáng các bạn. Rồi. Đây. Đây nha. Được không, được chưa. Ổn chưa. Đây. Rồi. Đi. Ngủ thôi rồi mai coi thành quả nha bạn. Yes. Ôi chết ba. Đóng cửa rồi. Rồi gà đâu chạy hết bà rồi bạn ơi. Nhưng mà được cái bể cá nè bạn, được không bạn? Quá được luôn chưa, mỗi lần cá là nó hơi tối thôi nha bạn. À, mình có seaweed đồ. Quá ngon luôn, nó